Ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nhá. Bốn giờ nghỉ nhá, để nghỉ giải lao. Ok không anh Cường. Kinh ghê, không trả lời gì nhỉ? Đéo ở đó anh nghe đây. Mình sẽ đi chân mồi, tôi chung tay mình bạn sẽ có chừng mình đi. Ở đấy giờ thì hết pin chết đi còn 67%. Mấy anh con này kho thùng rác cứ gọt ra ngoài. Mày cái này gọt phải gọt lên đây chứ. Nhà đây. Do đứa nào cũng quét nhà mạnh cầm tạ cãi. Mày nói thế còn cãi. Ai quét mày quét à hả? Ta quét thì mới gọt ra đấy chứ. Rác giả đơn. Cái không thích. Tổ phụ. Cái thích ở đây ngoài đây. Mèo quét nhà nhé. Quét họ. Thích làm con tôm đi, thích làm con tôm cá ngon đi. Cái này thì cháu chắc theo thì ra tôm thánh. Mạnh à, hỏi không trả lời, kề ghi. Quá cay. Thử đi anh tôm một cá không con? Điên mạnh à? Ừ? Điên à? Đang tập trung đến đoạn này. Mạnh à? Làm gì? Anh tôm một cá. Rồi. Anh tôm một cá thì tết bây giờ. Ờ thì ta bảo tết đấy đủ điên. Thì ta bảo thế còn gì nữa. Bây giờ mình nói xong bao giờ 25 mấy số lại nói. Đánh lại nói tình gì đổi nhiên của đến lúc nếu tên đéo có tiền để đánh chắc đói chứ chân lại chó này chắc mỗi hôm nói cua cá một lần đi cả ta bỏ đi em này đồ đi cá thôi thịt dầu đánh toàn 10 nghìn lớn rồi không đi yêu rồi còn ai không thích mình đánh cờ bạc nữa đánh về thẳng mà mẹ là tóc hít mạnh à nghè rồi chết đi làm tóc hít mẹ nghè rồi đéo mà tóc phải đợi đến hôm rồi điếc mới làm đấy quá vì gừng nhẹ đặt lệch rồi cha đặt lệch không không ra đấy đâu bỏ bố ra mà làm được một tháng về thì nó mới quách. Để lịch trước mẹ cứ bảo thế bạn thì cứ bảo thế nó cứ nhận rồi thì gần đến lúc đấy vẫn đông như bình thường ừ vẫn đông mà năm trước em một bài kia bạn đoán kẹ kim wow để im mà để tầm võ này
Ui ôi, bánh xa xi, bánh cá hồi ngon đấy. Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn thấy mình tô màu đẹp thế cho em xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nhé. Cắm xa, hết pin các bạn ơi, hết pin các bạn ơi. Đó mình sẽ tô nha. Mẹ cái bọn này tô mãi không được. Thì phải tô màu đẹp ấy nhỉ. Hay làm cái tóc của anh Cường mà gửi làm không con này? Hả? Không, ta mà bảo bà cái thằng ngu ngu này. Làm cái tóc ngu phải cho xem đấy. Layer. Mày định làm cái gì? Tông. Hả? Sâu. Muốn lại sâu. Chị muốn thẳng ép thẳng thì tóc em vẫn xoăn, sau cắt hết đi là nó xoăn hết này. Thì làm con sâu chứ. Dạ. Mấy năm vẫn làm toàn làm thế mà. Đổi đi làm đéo làm sâu. Ui trời ơi. Quỷ vãi lồn. Ô quỷ xì kệ. Mẹ làm thế nào thì kệ mẹ anh bảo thế thôi. Như đó là ý kiến của anh, nhưng mà mỗi lần do mẹ như đừng nghe à. Tiếp tục đi tô màu giờ đến phần tô đè nè rồi, sau đó đến việc lắm. Sao tại tại mấy tay càng tốt xem. Mẹ lù thế. Thank you.
Bây giờ mình đã đi tô màu xong các bạn thấy mình tô màu đẹp thế, cho mình xin mình ra đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.